Tin tiếp theo cho biết chuyên gia ẩm thực Việt Nam Andrea Nguyễn chia sẻ về niềm đam mê ẩm thực Việt. Cô Andrea Nguyễn là nhà văn thực phẩm, từng đoạt giải thưởng James Beard. Cô viết rất nhiều về cách nấu ăn Việt Nam và câu chuyện về ẩm thực Việt Nam ở Hoa Kỳ. Đằng sau những công thức và lời khuyên, cô Andrea Nguyễn kể lại kinh nghiệm của những người Việt Nam sống ở Hoa Kỳ, đặc biệt là tại khu Lido Sài Gòn ở San Jose và Westminster ở quận Cam, nơi mà cô đã được lớn lên. Cuốn sách gần đây nhất của cô là Vietnamese Food Any Day, có mặt trong danh sách những cuốn sách hay của năm 2019. Có nhiều lời khuyên từ chuyên gia và các mẹo nấu ăn hữu ích. Dù chưa từng đến Việt Nam nhưng cô Andrea Nguyễn cho biết vẫn luôn có một nền văn hóa giữa châu Á và Hoa Kỳ. Cô cho rằng những người ở Việt Nam có thể không bao giờ đến Hoa Kỳ, nhưng nhờ Internet họ biết đến món phở burrito. Tương tự có những điều đang diễn ra ở Việt Nam mà cô chưa từng thấy trước đây. Nhưng dù vậy thì những món ăn Việt Nam vẫn luôn luôn hấp dẫn cô và khiến cho cô muốn tìm hiểu nhiều hơn. Theo tờ Mercury News đưa tin, cô cho hay cô có đến 12 chai nước mắm khác nhau trong nhà bếp, bởi vì theo cô, mỗi thương hiệu nước mắm đều có một hương vị riêng.